chưa chưa đó mình đi. Lúc này mình sẽ chọn ngôn ngữ. Ở đây các bạn vui lòng chọn ngôn ngữ là tiếng Anh United States, đừng nên chọn ngôn ngữ tiếng Việt, tại vì ở đây gặp khách hàng họ quen xài Windows mà ngôn ngữ tiếng Anh rồi, nếu như mình chọn tiếng Việt á, đôi khi có thể là người ta họ thích xài tiếng Việt thật, nhưng mà khi vào sử dụng rồi á thì có thể là người ta họ không quen, tại vì đôi một vài cái từ ngữ tiếng Anh bên Windows nó chuyển qua tiếng Việt á, đôi khi người ta họ sẽ không hiểu nha. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. You can use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the sound icon. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to enable narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Bước này mình sẽ chọn vùng. Vùng chính là thực tế là chọn nước. Ở đây mình sẽ chọn là Việt Nam. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Bước này mình sẽ chọn ngôn ngữ bàn phím. Các bạn vui lòng không có chọn bàn phím của United Kingdom là nước Anh, mà mình sẽ chọn bàn phím mặc định là viết tắt United States, bàn phím tiếng Anh của Mỹ. Do you also type with another keyboard layout? Bước này mình sẽ chọn skip để bỏ qua. Next up, the legal stuff. In short, you have to accept to use Windows. You can decline, but then, you know, no Windows. Do you accept? Bước này nói về các điều khoản của hệ hoàn Microsoft cùng với hãng Asus thì các bạn có thể bỏ qua. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps and cat videos as soon as possible. How about the first one on the list? Want to use that one? Bước này là máy sẽ yêu cầu các bạn kết nối với một Wi-Fi bất kỳ. Ở đây các bạn có thể kết nối hoặc cũng có thể là không. Theo mình thì các bạn nên chọn Skip for now để bỏ qua kết nối Wi-Fi. Lý do là vì nếu như máy có kết nối mạng, các bước sau nó sẽ có một bước yêu cầu các bạn đăng nhập một tài khoản Microsoft vào. Ở đây việc tạo tài khoản Microsoft nó sẽ hơi mất thời gian nếu như gặp khách hàng không có tài khoản. Mà nếu như không có tài khoản Microsoft đăng nhập vào, nó sẽ không cho qua bước tiếp theo. Cho nên khuyến cáo của mình, các bạn nên chọn skip for now để bỏ qua, không kết nối với mạng. Việc kết nối mạng mình sẽ triển khai kết nối sau khi vào tới màn hình desktop của Windows. Bước này các bạn vui lòng điền tên tài khoản. Ở đây các bạn có thể yêu cầu khách hàng điền tên của mình vào, hoặc cũng có thể là mình điền tên bất kỳ. Ở đây mình sẽ chọn điền tên là admin. Sau khi điền tên tài khoản xong, mình sẽ chọn next. Okay, now type a password for your account. Bước này nó sẽ yêu cầu mình điền mật khẩu của tài khoản vào. Các bạn có thể bỏ qua việc chọn tài khoản. Mật khẩu tài khoản thì các bạn nên để cho khách hàng tự tạo nếu như khách hàng có nhu cầu. Còn lại thì mình chỉ tạo kích hoạt Windows giúp cho khách, cho nên mình phải không cần nhập mật khẩu bước này. Hey, look, it's the me part of setup. Can I have permission to use the info I need to do my best work? Bước này chọn yes để nó đang nói về phần. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. Bước này mình sẽ chọn
Accept đồng ý với các điều khoản mặc định tên Win hiệu đàn Windows. Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. Bước này nó sẽ yêu cầu các các bạn đăng ký cái thông tin của cái máy Asus này, thì các bạn có thể bấm next để bỏ qua. Mình có thể đăng ký sau. Tương tự như vậy, bước này mình cũng sẽ next luôn. Okay, that's the last step. We need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Windows đã vào tới màn hình desktop thành công. Bước này thì mình sẽ hướng dẫn sơ các bạn cách đưa các biểu tượng icon My Computer Network Control Panel MacBook của mình ra ngoài desktop. Ở đây các bạn ở trên màn hình desktop, các bạn bấm chuột phải. Các bạn chọn vào dòng cuối cùng Personalizer. Đây các bạn chọn vào mục thêm, các bạn kéo xuống chọn vào mục desktop icon setting, nó sẽ ra một cái cửa sổ. Ở đây các bạn chọn vào tích vào các mục My Computer, User File, Control Panel. Thì một network các bạn có thể bỏ qua, tại vì thông thường khách hàng họ sẽ không biết cách sử dụng cái mục này. Rồi, hiện tại các bạn đã đưa thành công các biểu tượng My Computer, Control Panel và Admin ra ngoài. Vậy là hoàn thành xong một cái máy, các bạn đã kích hoạt thành công một cái máy có sẵn Windows bản quyền trên máy. Việc tiếp theo là các bạn tiến hành chia ổ đĩa bằng tính năng có sẵn của máy, đó là Disk Management. Và sau khi chia ổ đĩa xong thì các bạn sẽ tiến hành cài đặt phần mềm vào cho khách hàng, đây là xong. Các bạn lưu ý là việc chia ổ đĩa thì nên hỏi ý kiến khách hàng về số lượng phân vùng sẽ chia, dung lượng mỗi phân vùng sẽ là như thế nào, thì tùy theo yêu cầu khách hàng mà các bạn sẽ làm theo. Chào các bạn.